Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong mục comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Hôm nay thì chúng ta có cái phiên giao dịch đầu năm mới năm 2024. Thị trường của chúng ta thì đầu phiên sáng có một cái sự khởi sắc tương đối mạnh khi mà thị trường mở một cái gap tăng đâu đó 6 điểm, sau đó có những thời điểm mà index của chúng ta đã kéo tăng đến 9 điểm. Tuy nhiên là bắt đầu từ khung giờ 11 giờ thì thị trường chịu những cái áp lực bán và kết phiên thị trường đóng cửa dương 1,79 điểm, tương đương với 0,16% về cái vùng 1.131.72 điểm. Và cái thanh khoản thì có cái sự gia tăng so với các cái phiên trở lại đây. Chúng ta thấy là thanh khoản duy trì ở mức 17.100 tỷ. Hôm nay thì chúng ta chỉ có 197 mã xanh trên 299 mã đỏ. Có thể thấy là thị trường của chúng ta đóng cửa sắc xanh, tuy nhiên là số mã đỏ thì chiếm ưu thế, cho thấy là cái áp lực bán thì nó diễn ra ở hầu hết các cái cổ phiếu midcap. Thì sáng nay Nam có nhắn với anh chị là thị trường kéo tương đối mạnh, tuy nhiên là các cổ phiếu midcap ấy nhiều khả năng là sẽ chịu những áp lực bán và chúng ta sẽ canh những cái nhịp rung lắc điều chỉnh trong các cái phiên giao dịch tiếp theo để chúng ta tham gia mua bù các cổ phiếu. Nếu như anh chị chưa có cái vị thế đủ thì cái nhịp rung lắc điều chỉnh này sẽ là cơ hội để chúng ta mua anh chị nhé. Nhìn một chút về nhóm chứng khoán thì hôm nay cổ phiếu HCM là cổ phiếu mà là ngày giao dịch không hưởng quyền thì nó tăng 4%, thì em Nam nghĩ là nó cũng không có quá không có quá nhiều điều đặc biệt ở đây. Thì nhiều khả năng chắc trong các phiên giao dịch tiếp theo ấy, thì HCM sẽ có những áp lực bán nhé anh chị nhé. Còn mua ở đây thì góc nhìn của em Nam là chưa mua được đâu. Hôm nay thì VIX có một cái lực bán tương đối mạnh, giảm 4,1%, thì một số anh chị có hỏi em Nam là đã mua được chưa, thì góc nhìn của em Nam là sẽ mua được anh chị nhé. Tuy nhiên là cũng không cần phải mua vội trong phiên ngày hôm nay. Nhiều khả năng là VIX sẽ còn cái nhịp rung lắc điều chỉnh trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thì chúng ta sẽ canh để mua. Hôm nay SHS cũng giảm 2,1%, một vài cổ phiếu khác thì đóng cửa giảm, các cổ phiếu chứng khoán nhỏ như CTS này, như BSI, như FTS có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh từ 2-3%. Hôm nay nhóm thép điều chỉnh anh chị nhé. Nhóm thép thì như Nam đã chia sẻ với anh chị khá lâu là nó không còn cái điểm mua trong cả cái tuần trước, thì Nam cũng có trao đổi với anh chị là mình không pick thêm thép bởi vì là nó không còn cái điểm mua. Tuy nhiên là cái nhịp rung lắc này nhé sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể tham gia vào nhóm thép, thì lát nữa Nam sẽ phân tích kỹ hơn về cái nhóm này nhé. Nhóm dầu khí hôm nay chúng ta có PVD giảm, PVS cũng giảm nhẹ anh chị nhé. Cái nhóm này thì về cơ bản ấy thì góc nhìn của em bây giờ nó là cái nhóm mà phòng thủ rồi, anh chị đã mua được vị thế tốt thì anh chị vẫn có thể nắm được. Nhóm bất động sản thì hôm nay chúng ta có Nhà Từ Liêm vẫn tăng trần, đúng không ạ? Các cổ phiếu khác thì hầu hết đều đỏ. Chúng ta có Shell giảm 0,9%, chúng ta có Novaland, có Đất Xanh, có Dick, có HDC đều có những cái mức giảm từ 1,5 cho đến 2,8%. Tiếp theo nhóm bất động sản cụm công nghiệp hôm nay có cũng rung lắc giảm tương đối mạnh của SSC này, của VGC, của IDC, đều có những sự rung lắc giảm điểm anh chị nhé. Tiếp theo nhóm bán lẻ hôm nay cũng là cái nhóm cổ phiếu mà nó giữ chỉ số cho thị trường. Hôm nay có thể nói cũng là một cái phiên xanh vỏ đỏ lòng. Chúng ta có Masan giảm tăng 2,1%, Vinamilk tăng 1%, còn các cổ phiếu khác thì cũng có sự rung lắc điều chỉnh. Đầu tư công thì hôm nay chúng ta có VCG giảm 1,2%, một vài LCG giảm 0,8%, HHV và FCN thì vẫn giữ sắc xanh. Thì lát nữa Nam sẽ phân tích kỹ hơn về nhóm đầu tư công anh chị nhá. Nhìn một chút về cái hành động của khối ngoại thì chúng ta thấy là khối ngoại hôm nay bán ròng khá mạnh, đâu đó 354 tỷ, trừ đi cái chứng chỉ quỹ ở đây thì khối ngoại ngày hôm nay bán ròng đâu đó 180 tỷ. Anh chị nhá, sau 3 phiên mua ròng thì hôm nay khối ngoại lại quay ra bán ròng rồi. Hôm nay thì mua ròng với Combank này, bán ròng SSI, VRE, HCM, STB, SHB, BCM anh chị nhé. Thế thì với cái sự vận động của thị trường và cái hành động của khối ngoại thì trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thị trường sẽ có cái vận động như thế nào thì Nam cùng với chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay. Thì liệu rằng cái nhóm midcap này nó điều chỉnh là cơ hội để chúng ta tham gia hay là chúng ta có quá có phải lo lắng và lo sợ về thị trường ở thời điểm hiện tại hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay anh chị nhé. Thì trước khi sang cái phần số 2 thì anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Hôm nay thì về cơ bản thì bên mình cũng không có pick thêm nhiều cổ phiếu anh chị nhé. Chúng ta đã tham gia mua được ở các cái vùng giá tốt trong các cái phiên giao dịch trước thôi. Thì hôm nay thì Nam cũng có nhắn với anh chị là có hai kịch bản đúng không? Kịch bản 1 là index sẽ rung lắc điều chỉnh quanh cái hỗ trợ là 1.115 cho đến 1.110 trong các phiên giao dịch tiếp theo nhé. Thì đây vẫn là cái vùng mà mình sẽ đợi mua trong các phiên giao dịch tiếp theo. Hôm nay thì thị trường nó vẫn là một phiên tăng điểm. Tuy nhiên nếu chị nhìn là các cái cổ phiếu midcap thì nó bị bán tương đối mạnh đúng không? Kịch bản thứ hai là VN Index kéo tăng vượt đỉnh luôn cái vùng 1137. Thì kịch bản này thì Nam đánh giá là cái xác suất xảy ra thấp hơn.
Thì sáng nay thì thị trường cũng có một cái nhịp kéo lên khá là mạnh về cái vùng 1137, tuy nhiên là nó cũng không vượt được và cuối phiên thì đóng cửa về lại cái vùng 1131 thôi. Thì với kịch bản này index sẽ không đi được xa nhỉ nhá. Khi chưa đủ cái sự tích lũy thì do đó thì chúng ta sẽ canh chốt lời nếu như VN-Index kéo tăng xanh, đúng không? Kéo tăng xanh. Đó, thì sáng em đưa hai kịch bản, nếu như index của chúng ta kéo tăng mạnh ấy, đấy không phải là thời điểm để chúng ta mua đuổi, mà đấy là thời điểm chúng ta có thể chốt lời trên các cái cổ phiếu mà chúng ta đã tham gia trong giai đoạn trước anh chị nhá. Trước thì chúng ta đã mua được khá nhiều các cổ phiếu như thép, như bất động sản, như chứng khoán và một vài các cổ phiếu khác của nhóm bất động sản công nghiệp này. Rồi chúng ta có một vài cổ phiếu như là DGC, như là GEX thì chúng ta cũng đã chốt. Hôm nay thì GEX chịu những áp lực bán nhé, thì lát nữa nào sẽ phân tích cái cổ phiếu đấy sau anh chị nhé. Rồi một vài các cổ phiếu khác như là DigiWorld hay là P&J là những cổ phiếu mà chúng ta đã tham gia. Ok, thì đấy là cái kịch bản của thị trường thì Nam đã view với anh chị trong cái bản tin buổi sáng. Về cơ bản ở cái vùng này thì Nam cũng có chia sẻ với chị đây, bản chất của thị trường nó vẫn đang là cái vùng cản rất mạnh anh chị nhé. Và cái nhịp cái sự mà trong khoảng tầm 9 phiên trở lại đây thì thị trường của chúng ta có 8 phiên tăng điểm, đúng không? Nó chỉ trừ có cái phiên ngày 27 tháng 12 thôi là một phiên giảm nhẹ, còn về cơ bản là thị trường đã kéo rất mạnh từ cái vùng biên dưới 1080 lên cái vùng giá hiện tại. Đấy, do đó cho nên là cái việc mà thị trường nó tiếp tục cái đà tăng ở cái vùng này ấy, đúng không? Khi mà nó đã đi hết 9 phiên là cái chu kỳ của Ichimoku ấy, thì rất khó để nó có thể là bứt phá ngay cái vùng giao găm 1137. Nếu như nó có kéo mạnh lên thì góc nhìn của em Nam đấy là cái vùng kéo lên để chúng ta chốt lời anh chị nhá. Đấy, còn cái việc mà index để mà tốt thì index nó sẽ cần có cái thời gian rung lắc tích lũy trở lại với cái vùng hỗ trợ là cái vùng 1110, đúng không, 1115, thì đây vẫn là cái vùng mà chúng ta sẽ chờ mua ở cái vùng này để mua bù các cổ phiếu nhé. Tức là đâu đó nó sẽ có những cú rung lắc điều chỉnh khoảng tầm 10 15 điểm là điều hết sức bình thường trong các phiên giao dịch tiếp theo, đúng không? Lý do tại sao index nó khó tăng ở thời điểm hiện tại thì như Nam vừa chia sẻ rồi, một ấy là nó đã đi hết cái chu kỳ 9 phiên của Ichimoku, tức là 9 phiên rồi nhá, 9 phiên tăng điểm rồi. Tiếp theo là khi đi hết 9 phiên thì bắt đầu khách sạn nó mở ra, đúng không ạ? Khách sạn nó mở ra và gặp cái vùng kháng cự giao găm ở đây thì cái xác suất rất cao thì index sẽ có cái sự rung lắc tích lũy điều chỉnh trở lại thôi. Và trong các phiên giao dịch tiếp theo thì như sáng nay Nam cũng có nói với chị ở trong Zoom khách hàng ấy, là index nhiều khả năng nó sẽ có những sự rung lắc điều chỉnh trở lại, lúc ấy thì chúng ta sẽ tham gia anh chị nhé. Ok, thì đấy là về thị trường, view thị trường. Đấy, còn thời điểm hiện tại thì cái nhịp rung lắc điều chỉnh này, góc nhìn của em Nam thì chúng ta thấy là đang có cái vùng hỗ trợ 1115, 1110, thì đây sẽ là cái vùng mà mình sẽ chờ mua ở quanh cái vùng này trong các phiên giao dịch tiếp theo. Nhìn về cái trên cái khung đồ thị H1 thì sáng ngày hôm nay Nam cũng có chia sẻ với chị là chúng ta đang có nguy cơ hình thành một cái phân kỳ âm ở đây anh chị nhá, đúng không? Đấy, hết cái tiếng đầu tiên của index ấy, khi mà kéo cái tiếng đây là cái cây nến vào lúc 9 giờ đến 10 giờ thì ở trên livestream Nam có nói với chị là nếu như mà cái cây nến sau cái nến từ 9 giờ đến 10 giờ mà nó xuất hiện một cây nến đỏ, đúng không, xuất hiện một cây nến đỏ thì cái nguy cơ tạo ra phân kỳ của index ở trong khung đồ thị H1 là có. Chúng ta nhìn nữa phân kỳ này đó, phân kỳ tạo ra thì với một cái phân kỳ như này thì cái target điều chỉnh của VN Index có thể sẽ điều chỉnh về quanh cái vùng 1000 đây anh chị điều chỉnh về quanh cái vùng 1115, 1116 ở đây sẽ là cái vùng chúng ta mua nhé. Đối chiếu sang cái khung đồ thị ngày thì chúng ta thấy là cái vùng 1116, 1115, 1110 ấy, nó cũng sẽ là cái vùng hỗ trợ vùng khách sạn của index. Đấy, thì đây sẽ là cái vùng mà chúng ta chờ mua nếu như index có thể là đi ngang rung lắc tích lũy điều chỉnh này. Đấy, về đây bật lên thì đấy sẽ là những cái trạng thái tích cực của index. Thì cái nhịp sau khi mà index nó điều chỉnh xong, nó rung lắc điều chỉnh để thay máu dòng tiền xong ấy, thì nó mới có cơ hội để nó bứt bứt luôn cái vùng 1137, đúng không? Ở vùng này tạm thời rất khó để có thể bứt khi mà anh chị thấy là hai kiếm TK và Kijun nó đang đang có xu hướng tách ra. Thì khi nào nhé, khi nào nó phải bắt đầu nó rung lắc, nó tích lũy nó ở cái vùng này để nó hấp thụ cái vùng cản, vùng đỉnh cũ này. Đấy, ít nhất là 5 đến 7 phiên anh chị nhé. Thì sau đấy để cho hai cái kiếm này bắt đầu cái kiếm Kijun nó từ từ nó tịnh tiến đi lên ấy. Đấy, và nó có cái trạng thái hợp bích vào với nhau thì nó bật ở phía sau này thì nó mới có lực để vượt qua vùng cản anh chị nhá. Đấy, do vậy thì hôm nay thì về cơ bản thì mình cũng không pick thêm quá nhiều cổ phiếu, hôm nay thì chỉ pick thêm đất xanh ở vùng giá đỏ thôi, còn một vài các cổ phiếu khác thì cơ bản nhé, anh chị chưa đủ hàng một người vẫn có thể tiếp tục nắm giữ để chúng ta canh những cái thời điểm VN Index rung lắc điều chỉnh để chúng ta mua. Còn anh chị nào đã anh chị nào mà đang cầm quá nhiều hàng thì sáng làm con nhắn với chị là nếu như index của chúng ta kéo mạnh lên cái vùng 1137 thì đấy sẽ là thời điểm cho anh chị có thể chốt bớt một phần và canh mua lại ở phía sau anh chị nhá. Thì đấy là cái trạng thái của index ở thời điểm hiện tại thôi.
Ok, thì thời điểm hiện tại thì Nam đánh giá là thị trường của chúng ta khá giống cái giai đoạn tháng cuối tháng 5, đúng không? Khá giống cái giai đoạn này khi mà index của chúng ta kéo về vùng đỉnh cũ. Và ở đây thì chị thấy là cũng có một cái trạng thái khách sạn để hút giá xuống, thì index đâu đó nó chưa thể vượt ngay được cái vùng cản ở vùng đỉnh cũ, mà nó sẽ cần một cái thời gian sideways tích lũy. Từ đây là có 1 2 3 4 5 6 7 8 phiên anh chị nhé. Đấy, sau đấy khi mà cái đường Kijun này, anh chị nhìn cái đường Kijun màu đỏ này từ từ nó tịnh tiến đi lên, và nó làm cho hai cái đường TK và cái Kijun nó hợp bích lại với nhau, thì sau đấy thì ở vùng này nó mới có cái lực để nó vượt anh chị nhá. Thì ở giai đoạn hiện tại index của chúng ta nó đang khá giống những cái cây nến này này đó, sau đó nó sẽ cần những thời gian rung lắc tích lũy chứ nó cũng chưa nhanh ở đâu anh chị nhá. Đấy, khi nào cho đến khi mà nó tích lũy và từ từ cái đường Kijun nó đi lên đấy và nó hợp bích với cái đường TK, sau đấy thì index của chúng ta mới có cái cơ hội để break, và đây là cái phiên mà index của chúng ta break để vào sóng. Anh chị thấy là sau đấy thì chúng ta có một cái con sóng tương đối mạnh của index giai đoạn giữa năm vừa rồi, năm 2023. Thì giai đoạn hiện tại bây giờ anh chị thấy là hai kiếm nó đang có xu hướng nó tách ra. Đấy, thì index của chúng ta cũng phải có những sự rung lắc tích lũy điều chỉnh như thế này. Đấy, để từ từ cái đường Kijun, đúng không? Cái đường Kijun nó từ từ nó tịnh tiến đi lên và nó hợp bích với cái đường TK. Thì sau đấy thì index của chúng ta mới có một cái trạng thái hợp bích kiếm để có thể phá được cái vùng kháng cự 1137. Còn ngay trong thời điểm hiện tại bây giờ thì góc nhìn của em Nam là chúng ta cũng không nhất thiết phải mua đuổi, thậm chí là anh chị nào có tỷ trọng cổ phiếu cao có thể chốt lời bớt một phần ở cái vùng này để canh rung lắc để điều chỉnh mua lại anh chị nhé. Thì cái vùng mà chúng ta chờ mua sẽ là quanh cái vùng 1115 cho đến 1110. Tất nhiên là còn tùy theo dữ liệu trong các phiên giao dịch tiếp theo để chúng ta đưa ra các cái vùng mua hợp lý anh chị nhé. Còn trên khung đồ thị H1 thì chúng ta thấy là hiện tại là đang có phân kỳ rồi, đúng không? Ở đây đang có phân kỳ rồi. Đấy, do vậy cho nên là cũng cái target của cái nhịp phân kỳ này thì nó sẽ về đến cái vùng 1115, đúng không? Nó cũng chính là cái vùng khách sạn ở trong cái khung ngày. Thì đấy sẽ là cái vùng mua của chúng ta trong các cái phiên giao dịch tiếp theo. Tất nhiên là không phải index của chúng ta phải về đúng cái vùng 1115, mà như Nam có chia sẻ với chị, chúng ta là những nhà phân tích kỹ thuật thì chúng ta phải đi theo thị trường. Nếu như mà thị trường nó chỉ về đến cái vùng 1125, 1120 mà nó đã có cơ hội bật tăng rồi thì lúc ấy chúng ta hoàn toàn có thể mở mua được anh chị nhé. Các cổ phiếu nó về đến điểm mua thì chúng ta có thể sẵn sàng mở mua, cũng không nhất thiết quá phải chú ý về mặt chỉ số đâu. Còn về mặt chỉ số, chúng ta view với nhau là thị trường sẽ cần những cái sự rung lắc tích lũy trong 5 cho đến 7 phiên tiếp theo thì mới có thể bật tăng được anh chị nhé. Nhanh ấy thì cũng phải tầm 3 đến 5 phiên, đúng không ạ? Đấy, do vậy cho nên là giai đoạn này rung lắc tích lũy điều chỉnh sẽ là cơ hội để chúng ta mở mua anh chị nhé. Tập trung vào cổ phiếu, các cổ phiếu nó về điểm mua thì chúng ta sẽ bắt đầu mở mua được. Ok không ạ? Rồi thì đấy là về phân tích về thị trường. Bây giờ thì mình sẽ sang cái phần số 2, phần số 3, đấy là phân tích về các cái cổ phiếu để đưa ra các cái điểm mua hợp lý trong thời gian sắp tới anh chị nhé. Anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư, mọi người có thể về với đội của em Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS anh chị. Nếu mà chưa có, anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị. Còn nếu như anh chị đã có rồi, anh chị có thể là có thể chuyển ID nhé. Một vài cái thao tác nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Thì đây là cái hướng dẫn chuyển ID anh chị ạ. Anh chị đăng nhập vào app nhé, bấm vào cái avatar ở đây này, đúng không ạ? Bấm vào cái thay đổi chuyên gia tư vấn này. Đấy, sau đó anh chị nhập cái mã ID của em Nam là R808, đúng không ạ? R808, Giang Nguyễn Ngọc Nam này, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình 0963983379 qua Zalo để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị, để anh chị vào Zoom VIP để chúng ta cùng nhau đồng hành và đầu tư anh chị nhé. Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí. Cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, cứ liên hệ với số điện thoại trên góc phải đây để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị. Đấy là về một phút về quảng cáo anh chị nhé. Còn về thị trường thì góc nhìn của em Nam là chúng ta sẽ chứng kiến những cái sự rung lắc điều chỉnh của thị trường trong khoảng 3 đến 5 phiên tiếp theo, thậm chí là 7 phiên. Và cái vùng hỗ trợ, cái vùng mua đẹp nhé, sẽ là cái vùng 1115 cho đến 1110. Tất nhiên là thị trường có về đến cái vùng đấy hay không thì chúng ta sẽ cần thêm dữ liệu trong các phiên giao dịch tiếp theo để chúng ta đánh giá, và Nam sẽ là người cập nhật cho anh chị trong các cái phiên tiếp theo về thị trường anh chị nhé. Và chúng ta mua cổ phiếu nào và đâu là cái nhóm ngành, đâu là điểm mua ấy, thì bây giờ Nam sẽ phân tích cho anh chị ở trong phần số 3, đấy là phân tích về các cái cổ phiếu. Thì anh chị nhé, thì trước khi sang nội dung phân tích về các cổ phiếu thì anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những lượt like giúp anh em nhé. Chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành thì nhớ liên hệ với anh chị nào nhớ để lại những cái lượt comment ở dưới những cái trái tim màu tím ở trong mục comment anh chị nhé.
Chúng ta sẽ đi từ cổ phiếu chứng khoán đầu tiên thì cổ phiếu SSI. Nên chị thấy là sau 1, 2, 3 phiên đi ngang quanh cái biên độ quanh cái vùng 32 chục đích thì hôm nay có một cái phiên chịu áp lực bán, và chúng ta thấy là vol hôm nay tương đối là có áp lực bán nhé. Thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo của SSI sẽ là quanh cái vùng giá 31.5 cho đến vùng giá 31.8, thì đây sẽ là cái vùng chúng ta chờ mua ở vùng này. Tất nhiên là nó có về đến đây không thì chúng ta cần phải có thêm dữ liệu nhé. Thì đây sẽ là vùng mua đẹp. Còn nếu như nó chỉ về đến quanh cái vùng giá 32 mà nó không thủng của 32 ấy, nó tích lũy lại ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể mở mua ở đây. Tức là trong các phiên giao dịch tiếp theo nhé, nếu như thị trường rung lắc điều chỉnh mà SSI nó không thủng qua 32 mà nó chỉ tích lũy ở đây thì chúng ta có thể mua ở 32 được. Nhưng mà nếu như nó thủng qua 32 thì cái vùng mua đẹp sẽ là cái vùng giá 31.5 cộng trừ anh chị nhé, quanh cái vùng dưới này, quanh cái vùng cân bằng cái vùng giao găm ở đây. Ok không ạ? Thì đấy là cổ phiếu SSI. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu VND. VND thì sáng ngày hôm nay cũng một số anh chị có nhắn là cổ phiếu này nó sẽ bật tăng mạnh đúng không? Tuy nhiên thì trong cái buổi livestream thì Nam cũng có chia sẻ với chị ấy là nó cũng rất khó có thể bật tăng ngay trong phiên ngày hôm nay. Thứ nhất là thị trường đang chạm cản. Thứ hai là cái vol vào phiên sáng nó không quá ấn tượng, và cái vùng cản nó quanh cái vùng giá 22.8 đến 23 thì đây sẽ là cái vùng bán ngắn hạn đấy anh chị. Thì hôm nay nó cũng chịu những áp lực bán vào cuối phiên và đóng cửa một cái cây nến đỏ và cái vol tương đối lớn đúng không? Thì vùng hỗ trợ tiếp theo của VND sẽ là quanh cái vùng giá 21.9. Thì nó tương tự như là con SSI. Tức là trong các phiên giao dịch tiếp theo nếu như VND rung lắc điều chỉnh mà không thủng qua vùng giá 21.9, 21.8 mà nó tích lũy ở đây thì chúng ta có thể mua ngay tại cái vùng giá 21.8, 21.9 này ở đây. Anh chị nhá, khi mà index của chúng ta rung lắc tích lũy điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.115 mà VND nó không thủng qua vùng này, anh chị có thể cân nhắc mua ở đây. Còn trong trường hợp nó thủng qua vùng giá 21.8 thì cái vùng mua đẹp của VND sẽ là quanh cái vùng giá 21.5 ở đây. Anh chị nhá, thì đấy sẽ là cái vùng mà chúng ta có thể chú ý để mua VND được trong các cái phiên giao dịch tiếp theo. Sáng ngày hôm nay khi mà nó bật tăng ấy, anh chị hình dung là cái band này nó chưa mở đúng không? Cái band nó chưa mở và cái vol vào phiên sáng thì mình thấy nó không quá ấn tượng. Do vậy cho nên là rất khó để có thể bật tăng để chúng ta mua đuổi vào phiên sáng. Cái thứ hai là thị trường đang gặp cản anh chị, đúng không? Thì sáng nay ở trên livestream thì Nam cũng nói đi nói lại với anh chị là hạn chế cái việc mua đuổi. Nếu anh chị mua đuổi thì nói chung là về trung hạn thì cũng không vấn đề gì đâu, nhưng mà trong ngắn hạn thì anh chị sẽ chịu những áp lực về cái việc rung lắc điều chỉnh trong ngắn hạn, đúng không? Trung hạn tốt rồi nhưng mà trong ngắn hạn chúng ta vẫn phải tìm ra các cái điểm mua cho nó phù hợp anh chị nhé. Đấy thì tương tự như SSI, nếu như trong các phiên giao dịch tiếp theo VND rung lắc điều chỉnh không thủng qua 21.9, anh chị có thể mua tại vùng này. Còn nếu như mà nó thủng nhá, nó thủng thì mọi người có thể chờ ở cái vùng biên dưới là cái vùng giá 21 đến 21.5 nhé. Ok không ạ? Đấy là VND. Tiếp theo đối với SHS này cũng tương tự như vậy thôi. Hôm nay nó cũng chưa bật tăng được và nó cũng có một cái lực bán vào cuối phiên đúng không? Về lại cái vùng hỗ trợ là 18.5. Thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo của con SHS này sẽ là quanh cái vùng giá 18 nhé. Đó, thì nếu như nó rung lắc điều chỉnh mà không thủng qua 18 trong các phiên giao dịch tiếp theo thì anh chúng ta có thể mua ngay tại vùng đó. Còn nếu như nó điều chỉnh mạnh hơn về vùng phía dưới thì trao đổi với anh chị là cái đấy thì chúng ta phải cập nhật thêm các cái dữ liệu trong các phiên giao dịch tiếp theo, đúng không? Hoàn toàn có những cái trường hợp mà thị trường của chúng ta điều chỉnh 15 điểm từ vùng hiện tại là 1.131 về cái vùng vùng mua tiềm năng của chúng ta 1.115, điều chỉnh 15 điểm mà nhóm chứng khoán nó không chỉnh đâu anh chị, nó chỉ linh sinh tích lũy ở đây thôi, thì lúc ấy chúng ta có thể mua khi mà nó linh sinh tích lũy ở đây anh chị nhá. Còn nếu như mà nó thủng luôn đấy, nó thủng cái vùng giá 18 thì lúc ấy thì mọi người sẽ có các cái vùng mua đẹp hơn ở quanh cái vùng giá 17 chục x nhé. Thì đấy là SHS. Tóm lại là bây giờ nhóm chứng khoán thì mình vẫn đánh giá là cái nhóm mà rung lắc điều chỉnh là cơ hội để mua. Anh chị nhớ giúp em Nam nhé, rung lắc điều chỉnh sẽ là cơ hội để mua của nhóm chứng khoán ở thời điểm hiện tại thôi. Đấy là SHS. Tiếp theo chúng ta có VIX này. Đấy, VIX thì hôm nay nó chịu áp lực bán cùng với các cái cổ phiếu họ nhà Gách đúng không? Họ nhà Gách, nhà anh Tuấn Mượt ấy, thì nhìn ở trong cái khung đồ thị H1 thì chúng ta thấy VIX nó có một cái trạng thái breakdown. Đấy, breakdown ở cái cây nến lúc 10 giờ này bị lực bán rất mạnh và hai kiếm TK và cái rụt hợp bích phóng xuống, và nó sẽ còn tiếp tục hợp bích trong khoảng tầm 5 tiếng tiếp theo. Có nghĩa là trong phiên ngày mai khả năng là VIX nó sẽ vẫn còn các cái áp lực bán nhé anh chị nhé, áp lực bán. Và hai cái band thì anh chị thấy band trên nó mở ra, band dưới nó mở xuống như này, thì cái trạng thái của VIX này nó sẽ còn áp lực trong 1 đến 2 phiên tiếp theo. Thì cái vùng mua đối với VIX ấy, thì góc nhìn của em Nam là quanh cái vùng giá 15.x, tức là quanh cái vùng giá 15.7 là cái vùng mà chúng ta có thể chú ý để mua được đối với VIX nhé, 15.x. Còn hiện tại bây giờ trong ngày hôm nay thì góc nhìn của em là cũng không nhất thiết là phải mua ngay trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay đâu anh chị nhá. Vì trong cái khung đồ thị H1 thì nó cũng có một trạng thái breakdown ở đây rồi.
Rồi, thế đấy là cổ phiếu VX nhá. Tiếp theo HCM. HCM thì chị thấy hôm nay nó có một cái lực chốt lời khá mạnh, đúng không? Chốt lời khá mạnh khi mà những cái nhà đầu tư người ta mua phát hành thêm ấy, là người ta đã được bán trong ngày hôm nay rồi, bán trong ngày hôm nay vẫn được mua phát hành thêm bình thường nhé. Thì nhiều khả năng ấy, con này nó xong các phiên giao dịch tiếp theo nó sẽ từ từ nó có những áp lực bán, nó quay trở lại, nó gấp lấp lại cái vùng gap này thôi anh chị nhá. Góc nhìn của em Nam sẽ là như vậy. Còn nếu như nó khỏe thì nó giữ được cái vùng gap này thì chúng ta sẽ xem dữ liệu trong các phiên tiếp theo. Nhưng mà nhiều khả năng nhé, là ở cái vùng này ấy, nhiều khả năng HCM nó sẽ từ từ nó điều chỉnh trở lại đấy anh chị nhá. Còn mua ở đây thì góc nhìn của em là không có điểm mua đâu. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu VCI. VCI thì hiện tại vẫn đang có trạng thái khá ổn. Con này thì đang có hỗ trợ ở quanh vùng giá 41.5 nhé. Thì trong các phiên giao dịch tiếp theo tương tự như SHS, VND và SSI, cái việc mà mua cổ phiếu ấy, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cái dữ liệu trong các phiên tiếp theo. Nếu như nó rung lắc điều chỉnh mà nó không thủng qua vùng giá 41.5, tức là khi thị trường của chúng ta rung lắc về cái vùng mua tiềm năng anh chị nhé, mà nó không thủng qua cái vùng này thì chúng ta có thể mua ở quanh cái vùng giá 41.6, 41.7. Còn nếu như nó thủng thì tất nhiên chúng ta sẽ phải chờ các cái vùng giá sâu hơn anh chị nhá, có thể sẽ là cái vùng giá 40.5. Đấy, còn việc mua mới đây thì góc nhìn của em là cũng không cần quá vội đâu, không cần quá vội nhá. Đấy là VCI. Tiếp theo chúng ta còn nhóm thép. Thép thì chúng ta sẽ đi từ Nam Kim đầu tiên. Thế chị thấy là hôm nay Nam Kim có một cái phiên bị bán thủng nền, đúng không ạ? Bị bán thủng nền và thủng cả kênh. Thì hôm nay cái cổ phiếu Nam Kim góc nhìn của em là vận động như này là hơi xấu ở trong ngắn hạn nhé. Thì xuyên suốt cái giai đoạn mà thật ra ở bên mình chốt lời cây này này chị, chốt lời cây giá cây 20 ở vùng giá 24.2 ở đây em nói với chị rất lâu cổ phiếu Nam Kim này rồi. Ở vùng này thì mình cũng chờ mua. Nhưng mà nó chưa về đến điểm mua cho nên là cũng không mua được. Thì giai đoạn này, cả cái giai đoạn này thì em cũng nói với chị là không mua ở vùng này. Không mua cổ phiếu thép ở cái vùng giá 24.x này, bởi vì là nó không còn điểm mua nữa. Hôm nay thì Nam đánh giá đây là một cái trạng thái khá xấu của Nam Kim anh chị nhá. Khá xấu của Nam Kim, thứ nhất ấy, là nó thủng qua cái vùng nền, nó tích lũy khoảng tầm gần 2 tuần ở đây. Cái thứ hai là nó gãy cái kênh tăng bắt đầu từ cái giai đoạn đầu tháng 11 đến thời điểm hiện tại bây giờ gãy kênh tăng. Đấy thì nhiều khả năng nhá. Thì trước mắt thì Nam Kim sẽ có cái hỗ trợ ở quanh cái vùng giá 22.8 đến 23. Thì đây sẽ là cái vùng hỗ trợ đáy trước và cũng sẽ là cái vùng mua tiềm năng. Còn mua được ở đây hay không ấy, thì chúng ta phải xem cái lực giao dịch trong các phiên giao dịch tiếp theo nhé. Đó, đây sẽ là cái vùng mà tiềm năng thôi, quanh cái vùng giá 22.8, quanh cái vùng này. Còn về đây có mua hay không ấy thì trao đổi với chị là mình cần thêm dữ liệu để quan sát. Còn hiện tại bây giờ trong ngắn hạn thì góc nhìn của em là Nam Kim hơi xấu anh chị nhé. Anh chị nào có hàng thì Nam nghĩ là nên chốt 1/2, ok không ạ? Nên chốt 1/2 nhé. Đấy, còn mua ở vùng này thì Nam trao đổi với chị là chưa có điểm mua đối với Nam Kim đâu. Chúng ta nhìn một chút ở trong khung đồ thị H1 xem này. Đây, anh nhìn thấy không ạ? Cũng là một cái trạng thái break down ở trong H1, hai kiếm tê can và Kijun nó đi xuống. Hiện tại đang có hỗ trợ ở vùng giá 22.23.7, nhưng mà nhiều khả năng ấy là nó sẽ thủng qua cái vùng này anh chị nhá. Đấy, cái trạng thái là hai bóp chặt này, đúng không? Và break down đi xuống và có phân kỳ. Đấy, những cái nhịp phân kỳ như này thì nhiều khả năng nó điều chỉnh lại nhé. Trước mắt là cái vùng giá 22.8 ở trong khung đồ thị ngày và khung đồ thị giờ, ở đây sẽ là vùng hỗ trợ. Trước mắt sẽ là cái vùng này sẽ là vùng chúng ta quan sát. Còn về đến vùng này mua hay không ấy thì mình cần thêm dữ liệu anh chị nhé, cần thêm dữ liệu của Nam Kim. Tiếp theo chúng ta có Hoa Sen. Hoa Sen cũng là cổ phiếu mà Nam nói với chị là cũng để cho anh chị lên về vùng đỉnh cũ, đúng không? Cũng trước Nam cũng nói với chị là những cổ phiếu về vùng đỉnh cũ này và có cái thế MACD phân kỳ như này ấy, thì thông thường là mình không nên mua vùng đỉnh cũ, đúng không? Hiện tại thì Hoa Sen nó sẽ có hỗ trợ ở 21.8, thì đây cũng sẽ là cái vùng mua tiềm năng của Hoa Sen. Tuy nhiên là mua hay không thì góc nhìn của em Nam là cần thêm dữ liệu để phân tích anh chị nhé. Trong các phiên giao dịch tiếp theo, nếu như thị trường rung lắc tích lũy điều chỉnh mà nó không thủng qua 21.8 thì có thể mua được. Còn nếu như nó thủng qua vùng này thì chúng ta phải chờ ở lại các cái vùng giá 20.x ở đây anh chị nhé, không cần quá vội đâu anh chị nhé. Ok, còn Nam Kim thì hôm nay nó bị gãy kênh, còn Hoa Sen thì đang bắt đầu về đến kênh rồi, thì chúng ta sẽ chú ý xem ở cái vùng giá 21.8 trong các phiên giao dịch tiếp theo xem nó có giữ được hay không. Hòa Phát anh chị. Hòa Phát thì hôm nay cũng có một cái nhịp bán, đúng không? Nhưng mà cái vol bán thì nó không phải quá lớn, thì nó đang về đến vùng hỗ trợ là quanh vùng giá 27.3. Thì chúng ta cũng lưu ý cái vùng 27.3 này để xem là Hòa Phát có giữ được hay không nhé, đúng không? Không cần vội đâu anh chị. Như đoạn này thì Nam có nói với chị là thị trường ấy nó phải cần khoảng tầm nhanh thì phải 5 phiên, nó chậm thì phải 7 phiên anh chị nhé, để từ từ rung lắc tích lũy để nó kéo dần cái đường Kijun này lên. Kijun nó vẫn còn nằm ở cái vùng cân bằng là cái vùng 1.110 ấy, đúng không? Do vậy cho nên là cũng không cần quá vội nhé. Nhóm thép thì hôm nay bắt đầu có các áp lực bán của Nam Kim.
Đấy, trong khoảng tầm anh chị mà xem video khoảng tầm tuần 2 tuần ở đây thì Nam đều nói với chị là nhóm thép nó chưa có điểm mua ở các cái vùng ví dụ như là Hoa Sen này, như là Nam Kim ở quanh cái vùng này đúng không? Thì hôm nay thì nó có một cái phiên bị gãy kênh anh chị nhá, mọi người lưu ý một chút. Tiếp theo chúng ta có nhóm bất động sản thì chúng ta có sale. Sale thì hôm nay cũng có một cái áp lực cùng với là nhóm bất động sản. Tuy nhiên thì góc nhìn của em thì sale đang có hỗ trợ quanh vùng giá 22 nhé. Hỗ trợ 22 đang khá là mạnh và đây cũng sẽ là cái hỗ trợ kênh của sale này. Đó, đây là cái kênh giá tăng của sale trong trung và dài hạn. Thì góc nhìn của em thì sale cần phải giữ được cái vùng giá 22.x22 trong các cái phiên giao dịch tiếp theo. Tức là khi mà cổ phiếu nó về vùng hỗ trợ ấy, thì nó sẽ là cái vùng mà rất là nhạy cảm. Thì cái việc mà cổ phiếu nó có thủng hay không nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà chúng ta quan sát ở trong phiên xem là cái lực bán của nó như nào, xem cái thị trường của chúng ta điều chỉnh như thế nào. Anh nhìn nhá. Thì con sale hiện tại đang có cái vùng hỗ trợ ở 22 22.x. Đấy, đến cái vùng giá hiện tại thì anh chị nào muốn mua ấy thì mọi người có thể là mua thăm dò ở vùng này. Còn khi nào con sale này nó break được đúng không? Nó break được, nó vượt qua vùng giá 23.5 với vốn lớn thì đấy mới là cái thời điểm anh chị có thể là gia tăng thêm hay là sử dụng margin nhé. Còn hiện tại bây giờ ấy, thì nó đang ở trong một cái về đến vùng hỗ trợ rồi. Thì ở đây thì góc nhìn của em là chị vẫn có thể nắm giữ được. Mua thì thăm dò nhá. Anh chị nào đang có hàng với tỷ trọng lớn thì mọi người chú ý giúp cái vùng giá 22. Sell không nên thủng qua 22. Nếu trong các phiên giao dịch tiếp theo mà nó mở biên rơi nó xuyên thủng ấy thì rất là xấu. Anh chị nhá. Sell mà mở biên rơi xuyên thủng vùng này thì góc nhìn của em là xấu. Mọi người cần phải lưu ý. Tuy nhiên ấy, thì với những dữ liệu về thị trường ở thời điểm hiện tại thì cái xác suất mà sell nó xuyên thủng vùng 22 thì em đánh giá không cao. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ cần phải cẩn trọng bởi vì là những cái việc ở trong ngắn hạn nó có thể là thủng qua sau đó nó từ từ tích lũy rồi nó mới quay trở lại là điều bình thường. Do vậy cho nên là nhớ giúp mình ấy là quanh vùng giá 22 nhé. Còn mua ở thời điểm hiện tại thì nó đang ở vùng hỗ trợ thì anh chị chỉ mua thăm dò thôi anh chị nhá. Tiếp theo chúng ta có đích. Đấy, đích thì cũng về vùng đỉnh cũ đúng không? Đây cũng là cái vùng kháng cự đỉnh cũ. Thì hôm nay cũng có một cái áp lực bán và quay trở lại thủng qua cái đường MA20 và chấp chới thủng qua Kijun. Thì đối với góc nhìn của em Nam thì cổ phiếu đích anh chị cũng lưu ý cái vùng mua của đích sẽ là quanh vùng giá 26 đây này. Anh chị nhá. Đấy, quanh vùng giá 25 sorry mọi người. 25 thì chúng ta chờ xem nó test về cái vùng đáy này xem như thế nào đã. Anh chị nhá. Đấy là đích này, hôm nay có đất xanh. Đất xanh thì hiện tại đang có một cái trạng thái giao dịch khá là ổn. Hôm nay thì có pick thêm cho anh chị đất xanh quanh cái vùng giá 19 đúng không? Quanh vùng giá 19 19.xx nhỏ. Thì cuối phiên nó có những cái nhịp rung lắc nó về lại vùng giá 19.5. Hôm trước thì chúng ta đã tham gia ở quanh cái vùng giá 18.5 rồi, hôm nay lấy thêm thôi. Đúng không? Lấy thêm thôi. Thì hiện tại vẫn đang là một cái trạng thái khá là ok, chưa có vấn đề gì của đất xanh anh chị nhé. Lưu ý cái vùng hỗ trợ 18.7. Nếu mà nó thủng qua 18.7 nó mới xấu. Còn cái vùng này nó tích lũy ở cái vùng 18.7 này được thì vẫn ok nhá. Đấy là đất xanh. Hôm nay chúng ta có Nam Long. Nam Long thì 1, 2, 3, 4, 5 phiên điều chỉnh liên tiếp rồi. Thì cũng đang quanh cái vùng hỗ trợ này thôi. Anh chị đang quanh cái vùng hỗ trợ. Hiện tại đây cái vùng Kijun này, cái vùng giá 36, 36.5 là cái vùng hỗ trợ của Nam Long nhé. Đó, thì anh chị nào muốn mua thì có thể chú ý quanh vùng giá 36, càng gần 36 càng tốt. Tiếp theo chúng ta có PDR. PDR thì nhịp này em chưa ưu tiên nhé. Chúng ta nhìn ở trong chart tuần thì mọi người sẽ thấy là cái vùng cản của PDR nhịp này là đang rất dày. Đúng không? Một cái vùng cản rất dày. Do vậy cho nên là em cũng chưa ưu tiên cổ phiếu PDR nhịp này đâu. Tạm thời anh chị nào có hàng thì mọi người nhớ đặt các cái điểm stop loss ở vùng giá 26, đặt cái điểm chặn lãi 26. Còn mua mới thì em sẽ chưa ưu tiên cái nhịp này đối với PDR nhé. Novaland. Đó. Novaland thì có cơ hội vượt qua cái giao găm. Tuy nhiên là đến cái vùng này thì lại chịu áp lực bán và quay trở lại. Nhiều khả năng sẽ có một cái nhịp test lại vùng giá 16.2. 16, 16.2 nhé. Test lại vùng này mà không thủng thì chúng ta có thể cân nhắc cái việc mở mua ở Novaland. Đấy, còn về đầu tư thì tất nhiên là Novaland mình sẽ không đánh không không view để đầu tư nhé. Novaland chỉ view để đánh theo ngắn hạn theo dòng tiền thôi anh chị nhá. Còn nhịp này thì mọi người lưu ý là cái vùng giá 16 16.2 không được thủng. Nếu mà thủng ấy, thì nhiều khả năng sẽ test lại cái vùng giá 15 nhá. Thì nếu không thủng qua 16 thì chúng ta xem xét. Còn nếu mà thủng 16 ấy, thì nhiều khả năng là sẽ hơi xấu nhá anh chị nhá. Lưu ý trong các phiên tiếp theo. Đấy là Novaland. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái nhóm bất động sản công nghiệp. Hôm nay thì có áp lực bán. Ví dụ IDC hôm nay cũng bắt đầu gãy xuống đúng không? Bắt đầu có một cái nhịp gãy xuống. Thì tạm thời đối với góc nhìn của em ấy thì IDC nó sẽ có cái vùng hỗ trợ là quanh cái vùng giá 50. Đây, vùng hỗ trợ đáy trước ở vùng này anh chị nhé. Đấy thì chúng ta sẽ quan sát tại vùng hỗ trợ này xem nó có cái sự vận động như nào. Tiếp theo chúng ta có SSC.
SSC hôm nay cũng có một cái cây nến giảm tương đối là bất ngờ đúng không? Tương đối là bất ngờ, xuyên thủng qua cái vùng Tecan và Kijun, xuyên thủng qua cái Kijun ở đây quanh cái vùng giá 46.3 43 43.6 sorry anh chị, 43.6. Thì đối với cả con SSC này thì nó sẽ có cái hỗ trợ tiếp theo nhé. Hỗ trợ tiếp theo ở quanh cái vùng giá 41.742. Đây sẽ là hỗ trợ tiếp theo của SSC anh chị nhá. Hôm nay thì nó thủng qua Kijun này hơi xấu chút này. Đó, thì để xem 1-2 phiên tới nó có lấy lại được cái Kijun 43.6 hay không nhé. Mọi người lưu ý. Còn cái vùng hỗ trợ chính của SSC sẽ là quanh vùng giá 41.7. Tiếp theo chúng ta có KBC. KBC thì hôm nay cũng đang tích lũy ở đây thôi. Về bản chất đang tích lũy thôi. Hôm nay thì giảm 0.6%. Thì nó đang tích lũy quanh cái đường 20 để bóp dần cái band lại nhé. Con này vẫn đang tích lũy. Và đang có hỗ trợ ở vùng này. Thì góc nhìn của em là vẫn chưa vấn đề gì đối với KBC. Tiếp theo chúng ta có VGC. Hôm nay thì các cái cổ phiếu họ nhà gách đúng không? Họ nhà gách bị bán tương đối. Con này nó chạm về MA50 và rút chân trở lại, rút chân trở lại. Tuy nhiên là vẫn đóng cửa dưới cái đường Tecan và Kijun. Thì đây vẫn là một cái cây nến khá là xấu của VGC thủng qua MA20. Đó, thì đối với anh chị nào đang cầm VGC, anh chị là một chút lời ấy, thì có thể canh quanh cái vùng giá 53.x đến 53.5 nhé. Có thể chốt lời bớt một phần. Còn cái vùng mua của VGC thì mọi người có thể chú ý quanh cái cặp giao găm này, quanh cái vùng giá 49.950. Đấy, nó điều chỉnh thêm khoảng tầm 3-4% nữa thôi. Thì đây sẽ là cái vùng mà anh chị có thể chú ý để mua VGC nhé. Rồi tiếp theo chúng ta có cổ phiếu GVR. Đúng không? Có một phiên breakout dòng tiền vào khá tốt. Và hôm nay thì có một áp lực bán nhé. Áp lực bán nhẹ giảm 1.2%. Thì đây vẫn là cái trạng thái bình thường test đỉnh thôi. Thì đây vẫn là cái vùng hỗ trợ của GVR nhé. Ngày mai sẽ là cái phiên hàng lớn về. Thì nếu như cổ phiếu GVR nó thật sự tốt thì ngày mai nó sẽ cần phải giữ được sắc xanh ngay đầu phiên sáng. Anh chị nhá. Còn nếu như mà ở cổ phiếu này mà ngày mai hàng về ấy, mà nó đánh thủng luôn cái vùng giá 20.5 ấy, thì là xấu. Anh chị nhá. Thủng 20.5 thì anh chị nào có hàng thì mình nghĩ nên chốt ra ngay lập tức đối với GVR. Còn ngày mai mà phiên sáng anh chị thấy nó giữ sắc xanh đến hết cả phiên sáng thì nhiều khả năng là phiên ngày mai thậm chí là con này nó còn được kéo cơ. Thì chúng ta chờ xem nó sự vận động như nào nhá. Xem dữ liệu cho ngày mai để đưa ra quyết định. Anh chị nhớ giúp em Nam nhá. Thủng 20.5, 20.4 thì nên bán, còn không thì vẫn cầm được nhá. Đối với GVR. Ok thì đấy là các cái nhóm ngành thép này, chứng khoán này, bất động sản khu công nghiệp. Thì anh chị đã tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư, anh chị có thể là về với đội của em Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS mới. Nếu mà chưa có, anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị. Còn nếu như mà đã có rồi, anh chị có thể chuyển ID nhé. Ở đây là hướng dẫn về việc chuyển ID. Anh chị đăng nhập vào app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam này, tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, sau đó vào cái phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình 0963983379 qua Zalo để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị trong quá trình anh chị giao dịch. Anh chị nhé, anh chị nào mà chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí. Cái mức phí thì nó cũng rất nhẹ nhàng thôi. Anh chị cứ chủ động liên hệ để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một vài các cái nhóm cổ phiếu khác, ví dụ như là VCG, nhóm đầu tư công. Thì đây là cổ phiếu mà mình thấy là đang khá là đẹp ở trong nhóm đầu tư công, tức là đẹp so với các cổ phiếu trong nhóm đầu tư công thôi anh chị nhé, chứ không phải là đẹp so với thị trường. Thì con VCG này hiện tại đang có cái vùng hỗ trợ quanh vùng giá 24.3. Thì trong các phiên giao dịch tiếp theo, khi mà thị trường rung lắc điều chỉnh mà nó không thủng qua cái vùng này thì chúng ta có thể cân nhắc để mua nhé. VCG quanh vùng giá 24.x nhỏ. Tiếp theo chúng ta HHV. Đấy, HHV thì hiện tại nó vẫn đang giữ được cái đường TK và Kijun. Thì đây vẫn là một cái trạng thái khá ổn của HHV. Hôm nay thì vol hơi to một chút ở nền anh chị nhé. Thì anh chị nào có cổ phiếu HHV thì chú ý quanh vùng giá 15.3 nhé. Nó không được thủng qua 15.3. Nếu thủng qua 15.3 thì anh chị nên bán ra và sau đó chờ mua lại ở cái vùng phía dưới, vùng giá 14.x đến 15 nhé. Đấy là HHV. Tiếp theo chúng ta có LCG. LCG thì Nam đánh giá yếu hơn nhé. Yếu hơn so với cả là HHV với cả VCG thì chưa nên tham gia vội cổ phiếu này anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta có FCN. Đó, mấy cổ phiếu này cũng cần phải tích lũy thêm khoảng tầm 3-4 phiên nữa anh chị nhé. 3-4 phiên nữa. Đang ben đang bóp khá là chặt rồi. Thì góc nhìn của em Nam là nó trong một vài phiên tới thôi thì nhóm bất động sản nhóm đầu tư công này nó sẽ xác nhận xu thế đấy, xu hướng đấy. Ví dụ như FCN này, như LCG này, như VCG và HHV đều là những cổ phiếu mà ben đang bóp rất là chặt. Và hai kiếm cũng đang có trạng thái tích lũy chặt anh chị nhá. Thì một vài phiên nữa thôi thì nhóm đầu tư công nó cũng sẽ xác nhận cái xu thế. Thì mọi người lưu ý cái nhóm này nhé. Tiếp theo chúng ta có
Nhóm bán lẻ chúng ta có Masan hôm nay là một cái cổ phiếu mà kéo tăng chỉ số đúng không? Kéo giúp cho chỉ số của chúng ta có một trạng thái tăng tốt. Thì cổ phiếu này thì hiện tại cái trạng thái của nó thì em thấy là đang khá ổn, chưa vấn đề gì nhé. Đối với Masan chưa có vấn đề gì cả. Anh chị có hàng cũng có thể tiếp tục nắm giữ được. Còn mua ở đây thì nó hơi bị với rồi. MWG cũng đang tích lũy thôi. Con này đang có hỗ trợ quanh vùng giá 41.8 nhé. Thì con này yếu hơn Masan một chút, tuy nhiên là vẫn có cơ hội bật tăng nhé. Con này thì nhiều không nên thủng qua cái vùng giá 41.8, 41.4. Không nên thủng qua những cái vùng này anh chị. Thủng qua cái vùng khách sạn này thì hơi xấu này. Thì tích lũy thêm ở cái vùng này thì có cái cơ hội tăng. Cái vùng target của con MWG là quanh vùng giá 46 nhé. 46 đó là MWG. Tất nhiên là không được nó không được thủng lại cái vùng khách sạn. Cái vùng giá 41.5, 41.4 ở đây nhá anh chị nhá. Đó là MWG. Tiếp theo chúng ta có FLT. Hôm nay có những áp lực bán. Tuy nhiên ấy thì em thấy là chưa có vấn đề gì cả anh chị, đúng không? Nó giảm 1,6% thôi, chưa vấn đề và vẫn đang trong một cái kênh tăng, đúng không? Em vẽ kênh tăng ở đây thì hoàn toàn có thể kỳ vọng là cái target của nó về lại cái vùng biên trên ở vùng này. Tất nhiên là không phải nó về ngay anh chị nhé. Còn trạng thái của con FLT thì em nghĩ là vẫn đang là một cổ phiếu rất mạnh ở trên thị trường đấy, vẫn đang cổ phiếu rất mạnh anh chị. DGW thì hôm trước chúng ta có lấy ở quanh vùng giá 51, 51.5. Tạm thời bây giờ thì em thấy là vẫn đang rất là ổn nhé, chưa vấn đề gì cả. Nói chung là nhóm bán lẻ nhìn này vẫn thấy khá ổn. Pet chưa vấn đề gì anh chị nhá. Nhóm bán lẻ thì em vẫn thấy là một cái nhóm cổ phiếu đang vẫn đang khá ổn. Anh chị nào đang nắm giữ cổ nhóm này thì vẫn có thể nắm được nhá. Ok, thì đấy là Pet. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích thêm một vài cái nhóm cổ phiếu khác, ví dụ như là phân đạm. Chúng ta có DCM. DCM hôm nay có một cái nhịp rướn tăng lên, gặp cái vùng kháng cự và bị bán trở lại. Thì góc nhìn của em là DCM vẫn ổn nhé. Đang có vùng hỗ trợ 31.8. Anh chị nào muốn mua thì chú ý cái vùng này. Tiếp theo chúng ta có DPM. DPM thì yếu hơn anh chị. Hôm nay thì nó tăng tốt hơn. Nhưng mà về cái trạng thái chung ấy, thì DPM nhé, nó yếu hơn con DCM. Nhìn chung ấy, nhìn chung về cổ phiếu, nhìn ở trong cái khung đồ thị tuần thì mình thấy là con DPM nó vẫn còn nằm ở phía dưới anh chị nhé. Nằm ở phía dưới. Ok, thì đấy là DPM. Trong ngắn hạn, trong cái khung ngày chúng ta thấy là cũng đang có một cái trạng thái khá tích cực đấy anh chị, đúng không? MACD lên đến 0 thì có dòng tiền và vượt qua được một cái giai đoạn tích lũy khoảng tầm 2 đến 3 tuần. Ok, con này thì cái cản tiếp theo của nó sẽ là quanh cái vùng giá 34.8 đến 35 nhé. Thế chị nào đánh ngắn thì chú ý quanh cái vùng này sẽ là cái vùng chốt lời cho các anh chị này. Đấy, cái vùng giao găm này. Ok, đấy là DPM nhé. Còn DCM ấy thì nhịp này anh chị nào muốn mua thì chú ý quanh những cái sự rung lắc quanh vùng giá 31.8 đến 32 anh chị nhá. DCM nhịp này nếu mà tăng ấy thì nó sẽ thoáng hơn con DPM anh chị. Rồi thì đấy là nhóm phân đạm. Chúng ta có DGC này vẫn đang ổn nhé anh chị nhá. Con này thì trong cái khung đồ thị tuần ấy nó có một cái trạng thái khách sạn nhỏ, tuy nhiên là mình nghĩ là cái trạng thái khách sạn này nó cũng không quá ảnh hưởng đến cái cổ phiếu DGC đâu. Nhiều khả năng là nó tích lũy ở vùng này thôi. Trong khung ngày thì hiện tại vẫn đang giữ được các cái vùng hỗ trợ. Thì anh chị nào cầm con DGC này thì lưu ý cái vùng giá 92 92.5 nhé. Không, chưa thủng qua 92.5 thì anh chị vẫn có thể cầm được đối với DGC. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích thêm một vài cổ phiếu khác, ví dụ như GEX. GEX hôm nay có những áp lực bán khá mạnh đúng không? Hôm trước thì chúng ta chốt lời một phần ở quanh cái vùng đỉnh cũ ở đây, quanh vùng giá 23.5. Thì trong các phiên giao dịch tiếp theo quanh cái vùng giá 21.5 sẽ là cái vùng mà anh chị có thể cân nhắc tham gia đối ở GEX được nhé. Quanh 21.5 đối với GEX. Nhưng mà hôm nay vốn hơi lớn thì khi mà nếu như nó về hỗ trợ ấy, thì anh chị cũng cần phải lưu ý thêm, tức là khi nó về hỗ trợ là nó cần phải giữ được hỗ trợ đúng không? Hôm nay anh chị thấy là hai kiếm nó break down đi xuống, hai kiếm nó xuyên thẳng xuống và thủng qua cái vùng hỗ trợ 23.22.3 rồi, nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh với hỗ trợ tiếp theo là quanh vùng giá 21.5. thì về đến vùng này nó tích lũy được ở đây, về đây nhá mà không thủng này, tích lũy lại đây thì chúng ta mua anh chị nhá, chứ không phải là về đây mua ngay. Mọi người lưu ý nhá, bởi vì cái vô này đang khá lớn và cái trạng thái breakdown ở trong khung H1 nó vẫn còn đang được duy trì trong các cái phiên giao dịch ngày mai nữa, đúng không ạ? Đó thì nó về đến cái vùng đấy mà bắt đầu là về đến hỗ trợ nhé, và bắt đầu có tín hiệu trong khung H1 khi mà bắt đầu có khách sạn hút giá lên, hay là nó hai kiếm nó tách ra, cái lực giảm của nó yếu đi thì mới chúng ta mua được nhá. Ok, đấy là GEX. Tiếp theo chúng ta có PVT. PVT thì hôm trước mình có pick thêm thôi anh chị, ở quanh vùng giá 26 đúng không? Con này thì vẫn đang ổn, chưa vấn đề gì nhá. PVT này có PNJ này. Đấy, hiện tại vẫn đang ổn thôi. Đang hôm nay quanh tham chiếu anh chị cũng có một cái nhịp kéo lên một chút quanh vùng giá 87. Con này mình đang kỳ vọng về 88.
Tuy nhiên là quanh cái vùng này thì hai kiếm nó chuẩn bị tách rồi, thì trong một đến hai phiên tiếp mà nó không kéo được nhé, thì khả năng chúng ta có thể chốt lời trong ngắn hạn. Còn anh chị nào mà đánh trung hạn đối cổ phiếu PNJ thì mình nghĩ là vẫn vẫn cầm được thôi, không vấn đề gì đâu. Ngắn hạn khi có trạng thái khách sạn, anh chị nào muốn chốt thì có thể chốt nhé. Ok, thì đấy là về các cái cổ phiếu hiện tại ở trong Zoom và các cổ phiếu mà đã pick cho anh chị trong giai đoạn vừa qua. Về cơ bản thì chúng ta cũng đều đang có lợi nhuận khá là tốt. Tất nhiên là cái biên lợi nhuận thì nó không phải là quá lớn, nhưng về cơ bản nhé là vẫn đang ở có mức lợi nhuận khá là ổn. Ở về thị trường thì như Nam trao đổi với chị rồi, đúng không? Vùng này rất khó tăng và nó sẽ cần cái thời gian rung lắc tích lũy lại. Nhanh thì phải 5 phiên mà chậm thì 7 phiên là điều hết sức bình thường. Thì trong các phiên giao dịch tiếp theo, khi mà cái thị trường của chúng ta rung lắc điều chỉnh, các cổ phiếu bắt đầu về vùng hỗ trợ và nó không thủng vùng hỗ trợ, nó có các trạng thái tín hiệu ở trong cái khung đồ thị ngắn hơn, cái khung đồ thị giờ, đúng không? Như Nam vừa chia sẻ với chị là ví dụ gạch nó về đến 21.5 mà trong khung giờ bắt đầu có trạng thái khách sạn thì chúng ta thì mua được anh chị nhá, chứ không phải là về đến cái vùng đấy là chúng ta mua ngay, mà chúng ta phải có thêm các cái dữ liệu, có thêm các cái điều kiện khác nữa. Thì anh chị nào mà đồng hành cùng anh em để có được các cái điểm mua điểm bán một cách phù hợp ấy, thì mọi người có thể về làm khách hàng của em Nam nhé. Thì liên hệ với số điện thoại ở trên góc phải màn hình 0963983379 để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị trong quá trình anh chị giao dịch. Nếu mà chưa có tài khoản VPS thì anh chị có thể mở một cái tài khoản, thì gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị các cái tài khoản VPS số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn nếu như đã có tài khoản rồi thì chuyển ID anh chị, một vài cái thao tác theo cái hướng dẫn này nó cũng rất là đơn giản thôi anh chị nhé. Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí. Bây giờ thì Nam xin phép dừng cái video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Anh chị nào chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh và nhớ thả giúp Nam các cái trái tim màu tím ở dưới mục comment để tăng cái độ tương tác anh chị nhé. Bây giờ thì xin chào các anh chị, chúc anh chị một buổi chiều tốt lành và hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo của Ichimoku. Xin chào, bye bye mọi người.